Ôi, dặn là nó đi rồi, dặn là nó đi rồi, ông nội nó. Xe gì đâu mà nó mạnh dữ hen. Má, ông nội kia bật pha là mình không thấy cái thằng quỷ xe quay. Chút nữa là hút nó rồi. Trời ơi, bác bay nó nổ quá đã luôn. Vậy ba, đi xe bình thường không sao, tự nhiên nay đi con này sẽ gặp nhiều pha thế. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sam Shop. Hôm nay mình sẽ quay một video về một con mô tô. Thì các bạn thấy đó, mình ít khi quay video về mô tô mặc dù mình làm rất là nhiều. Tại vì mình cũng chia sẻ thật lòng là mình ngại làm mô tô lắm. Mô tô á, về cái kiến thức của mình về một chiếc mô tô phân khối lớn 2 máy, 3 máy, 4 máy của mình rất là thấp. Nhưng mà sau rất là nhiều xe mình làm á, thì mình thấy là cái hệ thống điện tụi nó như nhau, không khác gì hết, không khác gì luôn. Thì mình làm được rất nhiều xe rồi, hôm nay mình quay video để mình nói cho các bạn biết là mình có nhận làm mô tô. Và cái khách hàng lớn nhất của mình là xe nhỏ. Không phải là mình nhận mô tô xong rồi xe nhỏ mình không nhận, hay là xe nhỏ mình coi khinh, không có đâu nha. Xe nào mình cũng làm hết á. Nhiều khi làm xe nhỏ kiếm được tiền nhiều hơn xe lớn, tại rủi ro nó thấp hơn. Thì ở đây là một con Shadow máy V 2 máy 400, làm cặp bi cầu lớn. Làm cặp bi cầu lớn để ngay vị trí càng. Chưa có làm, bây giờ mới hình dung vậy thôi. Nhìn là nó ra hai nhánh ha. Nhưng mà chủ đề chính này không phải là xe này, mà là chiếc này, Z900 thần thánh. Đây là tụi mình mất sáng giờ mới làm được cái xe này nha. Thì con này á, tụi mình chế một cái bát ở đây. Thì nhìn xa nó sẽ được vậy nè. Đó, nó là hai cái đèn. Thì lúc đầu á, khách đã có đèn rồi, nhưng mà con đèn không được sáng. Với lại sử dụng bát từ hai cái con này nè. Cá nhân mình nghĩ nó không có được chắc và nó không an toàn khi mà lên cái tốc độ cao. Tại nó nhịp các bạn, đi nhanh nó nhịp vậy nè. Thì xuống vô đây nó rất là nguy hiểm ha. Thì mình chế một cái bát khác ở đây. Nói chung chế con này rất là cực các bạn. Thì tối mình không có thấy rõ được, thì cũng sẽ quay sơ bộ ha. Thì cái này làm không có cái công tắc nào luôn á các bạn. Thì xe này là của một người bạn của mình. Bây giờ mình đem đi giao xe. Thì sử dụng như sau ha các bạn. Rồi thì chức năng rất là đơn giản ha. Mình tối giản nhất nhưng mà mình sử dụng rất nhiều linh kiện điện tử để can thiệp vào hệ thống zin. Các bạn yên tâm là giữ zin 100% và nó sẽ không ảnh hưởng bất cứ gì về zin hết. Thì nhưng mà mình can thiệp vào hệ thống zin nè, bây giờ mình bật pha lên. Đèn chợ sáng sáng, má cặp KZ nó sáng ông nội mẹ ơi. Bật pha lên, đèn chợ sáng sáng, nhanh gọn lẹ, không có bất kỳ công tắc rời nào ở ngoài hết. Code, đèn chợ sáng tắt, nhấn giữ vaccine tự động chớp luôn. Auto chớp nhấn giữ thôi nha, buông ra là không chớp nữa. Nhưng mà nó sẽ nhịp một nhịp các bạn thấy không nè. Bây giờ bật đèn lên, mình nhấn giữ nó sẽ nhịp nhịp. Những cái nhịp đó là dành cho các bạn bắt xin tay đó, các bạn nhấp tay nè. Đó, khá là đơn giản. Rồi, nói một xíu về cái con KZ40 này luôn. Con này là KZ40 V2. Một hồi mình sẽ cho các bạn xem thực tế cái này ha. Trong phân khúc dưới 2 triệu thì KZ40 V2 là một con đèn khủng khiếp nhất ở thời điểm hiện tại. Là giá của nó hiện tại là 1,8 triệu. Và riêng shop mình chỉ bảo hành 12 tháng thôi, hư là đổi. Mình không biết ngoài bảo hành có chỗ nó là bảo hành 3 năm, có hồi có chỗ 4 năm, không biết sao, nó không biết là mấy cái shop đó có làm tới 4 năm, 3 năm không. Nhưng mà mình thì mình bảo hành 5 năm, hư là đổi, nhưng mà mình chưa từng bảo hành bất kỳ một con đèn KZ40 V2 nào hết đó. Mình bán chắc cũng vài trăm con rồi. Rồi, các bạn cứ yên tâm vào cái chất lượng. Bản thân mình cũng xài, nhưng mà mình mới lột ra bán cho khách rồi. Thôi bây giờ sẽ qua trả xe cho các bạn xem độ sáng thực tế của cặp KZ40 V2 trên Z900. Ok, sáng anh quay nha. Anh này là chủ xe con Shadow trong đó các bạn. Con nó hai máy mới về, đi sướng lắm. Nhẹo eo eo vậy cha. Vòng vòng đây nhiều người biết mình đó các bạn. Ủa vậy hen? Đi dẹo 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 vậy? Đúng không? Vậy hả? Em cảm ơn nha. Rau, lên được các bạn. À, sập này lên một con đèn hút các bạn. Cũng được lắm. Cặp xi nhan, xi nhan zin chủ xe cũ bỏ rồi, thành ra là giờ qua chủ xe mới, là chủ xe mới đem xe qua cho mình đó. Rồi, lên được các bạn. Phê không? Phê không? Quá phê luôn. Ồ, bộ máy plug fire nó nổ nghe đã thiệt các bạn.
ơi, dặn là nó đi rồi, dặn là nó đi rồi ông nội nữa. Xe gì đâu mà nó mạnh dữ hen. Nhân viên mình. Ê, ê, ê. Đâu đây? Vậy. Đúng không? Chắc mình chạy trước luôn. Ok, chắc mình chạy trước luôn á, chạy đi. Vô đèn đỏ 200 ngàn. Cảm giác mà dặn là nó bắn, dặn là nó giọt lên trước, dặn là nó giọt á. Mình đang đi số 3 các bạn coi nè. Trời ơi. Bê quá. À quên nữa, này đi chú ý tắt đèn mà các bạn. Code nè, code là lên hai chế độ. Mình bật pha là lên đèn cho sáng á. Á đi con xe này xong nó bị vân khích các bạn, không biết nói gì. Trời ơi, nhân viên của tôi kìa. Viên của tôi không có đứa nào chạy xe hiền hết á. Rồi sẽ từ từ các bạn xem mượn các bạn ơi, dần vậy thôi được rồi. Rồi nói chút về cái chức năng của cái bộ mạch này thì các bạn cứ đơn giản nha, bật pha lên đèn cho sáng là các bạn soi đường cực kỳ gắt để các bạn đi thôi. Còn bắt xin thì các bạn một là bạn xài cơ, nghĩa là nhấn thì nó sáng mà buông ra thì nó tắt, nhấp nhả nhiều lần thì nó trở thành một chế độ bắt xin. Thì mình làm bộ mạch thì đường nào cũng làm, thành ra mình chọn những chuyện tốt để nó sử dụng được chức năng auto luôn, nhấn giữ tự động chớp. Mà cái tốc độ chớp này nó không ảnh hưởng tới cái chip led nha, không ảnh hưởng tới mạch led. Đối với những cái đèn trong shop á, các bạn có thể xài thoải mái, không có sợ nó hư vì nó chớp nhanh như vậy thì mình có bảo hành đổi mới cho các bạn. Nhưng mà đối với những cái đèn mà nó phay quá thì hay là nó là công nghệ cũ quá thì mình không chắc. Nâng cao khi các bạn bật lên các bạn chớp kiểu đó thì nó cũng lên đường. Má ông nội kia bật pha làm mình không thấy cái thằng quỷ xe quay. Chút nữa là hút nó rồi. Trời ơi, Black Fire nó nổ quá đã luôn. Chị ba, đi xe bình thường không sao, tự nhiên nay đi con này sẽ gặp nhiều pha, thấy thú vị nha. Mà khi các bạn đi mô tô xong á nha, đi mấy con xe nặng nặng này nè, xong các bạn quay về những con xe nhỏ á, là quay rim Sirius hay là Exeter hay là cao hơn xíu, ví dụ mình đang đi con này mình nhảy về cái con FZ á, thì cảm giác xe nó nhẹ lắm, lanh và nó đi rất là sướng. Thì nó nhỏ, nó nhẹ và nó có được cái tốc độ, cái gia tốc nó cũng cao á, nó không cao bằng một con phân khối lớn nhưng mà ý mình nói là nó cũng ok. Thì bạn cảm thấy đi nó thoải mái, nó nhẹ, cực nhẹ luôn. Sau khi các bạn điều khiển phân khối lớn, các bạn xuống phân khối nhỏ, các bạn cảm giác đi rất là sướng. Nhưng mà có một cái các bạn phải đánh đổi khi các bạn xuống phân khối nhỏ là nó bị đi. Thì các bạn cảm giác là ủa sao tao dặn ga không đi, không có gì hết vậy. Ủa sao dặn ga rồi sao không chạy vậy vậy. Tại với những cái con phân khối lớn đó nè, các bạn đang ở số nào á, dù đang ở số 2, số 3, số 4 thì các bạn vô số 3 nè, mình dặn cái là nó nhào lên trước rồi. Thì khi mà xuống phân khối nhỏ thì nó sẽ không được cái cảm giác đó. Nó hơi thất vọng khi các bạn từ phân khối lớn các bạn xuống phân khối nhỏ ha. Thì mỗi một xe đều có ưu và nhược mà. Phân khối lớn nó mắc tiền thì nó có cái giá của sự mắc tiền. Lùng đi sướng thiệt. Nhưng mà nó để mà mua nó để mà đi á, thì mình vẫn thích dòng Yamaha hơn. Đó lý do tại sao mình mua FZ. Thôi bây giờ muốn tập trung đi giao xe đây, rồi có gì thú vị mình sẽ quay các bạn xem ha. Để tranh thủ tại camera cũng sắp hết pin rồi. Hành ghê quá. Chào bạn, lại là mình đây. Xe nó hành ghê quá. À, xe khách hả? Xe này nè. À, làm từ quay về mới xong luôn mà.